Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, sáng nay Thủ ủy quyền của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lãnh đạo Cục Quản trị T26 đã đến thăm chúc mừng Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Lãnh đạo Cục Quản trị T26 đã gửi lời chúc mừng trân trọng và lời động viên đến đội ngũ lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, đánh giá cao những kết quả mà Đà Nẵng TV đã đạt được trong thời gian qua. Chúc tập thể đài sẽ tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, xứng đáng là đơn vị báo chí chủ lực của địa phương. Lãnh đạo đài cảm ơn lãng hoa tươi thắm chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam từ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những lời chúc tốt đẹp của Cục Quản trị T26, đồng thời mong muốn thời gian tới, đơn vị sẽ quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ phóng viên đài trong tác nghiệp, xử lý thông tin. Cũng nhân dịp này, nhiều cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố đã đến thăm, chúc mừng đài, chúc đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, góp phần phát triển thương hiệu đài trong lòng công chúng.